Xin chào tất cả các anh chị, em tên là Trần Quỳnh Anh. Thời gian vừa qua em tham dự lớp khóa học đào tạo sinh chắc học dấu vân tay của cô Linh. Khóa học em đã học level 1 và level 2. Thì cái điều trải qua 21 buổi học vào mỗi buổi sáng, cái điều mà em cảm thấy tâm đắc nhất đó là tất cả cái kiến thức và của cô Linh cảm thấy rất là chuyên sâu, nó rất là sâu sắc, và em nhận thấy mình sẽ được review và được có thêm những cái thông tin đầy đủ hơn để chia sẻ cho khách hàng của mình. Và cái giá trị mà em cảm thấy mà em áp dụng được trong cuộc sống của em đó là cái tính kỷ luật của mình cao hơn, có khả năng tập trung cao hơn và hoàn tất công việc một cách tốt hơn. Và cái mong muốn khóa học tiếp theo đó là em mong muốn mình có thêm được nhiều kiến thức hơn, để cô Linh chia sẻ nhiều hơn về kiến thức về tham vấn về tâm lý và trị liệu cho các em học cho các em học sinh mà ở độ tuổi vị thành niên, ở cái lứa tuổi mà cần phải định hướng ấy. Em xin hết.